Xin chào các bác nha. Đây là cái máy hôm qua về trong cái lô buổi tối á, thì mình cũng đã quay được clip test xong rồi, sáng ra người ta mua luôn rồi. Thì bây giờ khách đang chuẩn bị lên máy đây. Máy này về Tân Châu, An Giang nha. Đây là con này về Đồng Tháp, đang mới lựa xong, hiện tại giờ đang làm. Hôm nay mình sẽ giao 3 chiếc, cái chiếc 85 giờ như mình ốp thì hiện tại người ta đã lấy luôn rồi. Thì chiếc này là chiếc đi đầu tiên. Chào buổi sáng Tết các bác nha. Hôm nay các bác có khỏe không? Mình thì tối này mới về một lô hàng mới 7 chiếc nữa. Hiện tại giờ trong kho mình thì có khoảng 22 chiếc. Ở trong Tết các bác nào muốn đi xem máy thì cứ đến tự nhiên nha. Đây là nhà mình cho nên cứ đến coi thoải mái. Máy đủ loại đủ giá hết, các bác muốn mua cỡ nào cũng có hết, tùy theo chất lượng của máy thôi. Mình có update từng video, từng chiếc á ở trên kênh YouTube của mình á. Các bác vào đó các bác xem những video chi tiết về từng máy luôn. Còn giá cả thì các bác cứ coi số khung mình ghi á, rồi các bác cứ nhắn tin. Mình sẽ báo giá lại và kèm với theo chính sách khuyến mãi mà mình đang áp dụng. Hôm qua có gì một con cực kỳ đẹp 85 giờ mình để hơn trước á. Hai mấy cái đẹp thì mình để trước không à. Thì để chút nữa có gì mình sẽ quay sơ sơ cho bác xem. Thì hiện tại giờ máy cài thì mình cũng có một số chiếc đây. 3608 hàng đẹp. 4508, 6000 có một cặp. 47, 45. Đây chiếc 70G đẹp nè. Thường thường mấy chiếc đẹp mình để trước với cái máy mới. Đây là cái máy đẹp hôm qua đây. Máy đúng 85 giờ luôn. Xích bọng của nó đây. Đây là máy hát nha các bác. Máy xịn nha. Rồi. Đây là bông chụp của nó đây. Địa chỉ công ty mình là ở Vĩnh Long nha các bác, tỉnh Vĩnh Long. Đây địa chỉ đây. 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Các bác nào có nhu cầu ở xa đến xem thì cứ xem video từng máy trước. Thì trong mình không có thiếu máy đâu, chỗ nào cũng nhiều máy cho các bác lựa. Thì cái giá dao động của mấy cái máy 70 á thì nó từ 250 cho đến cỡ 400 tùy theo máy. Còn như những 95 thì nó khoảng 390 đủ lên. Ví dụ như mình cũng đang có hai con rồi. Con này thì nó đây. Nó 400 triệu. Cái này mình bao hai bồn nha.
mình bao hạ những cái máy gờ đó. Mình sẽ bao hạ xuống bồn hứng này cho các bác. Rồi, cảm ơn các bác nha. Tối mà tối mệt rồi mới về tiếp thêm được ba con nữa. Ba con này ngày mai mình quay video clip nha. Tối quá rồi quay không nổi đâu. Để chờ anh em xuống máy đi. Đây có một con 95G mà đẹp lắm. Các bác có nhu cầu thì tới xem máy. Chín lâm đẹp nha các bác. Con này chắc lắm. Giờ bắt đầu xuống 95 nha các bác. Gáp hàm vô đây. Rồi nghe ve, nghe ve, nghe rồi. Thắng băng rồi.
kho còn khoảng 20 chiếc, 21 chiếc chứ. Các bác ở xa có nhu cầu thì các bác cứ đến trực tiếp xe máy. Đợt đầu thì về khoảng 4 con rồi, này về 3 con nữa, kho máy đây.